Tôi nói không cho sửa là không cho sửa, nghe chưa? Anh tính không cho tôi sửa để anh ra đường nhìn con khác đúng không? Ê ê, đừng có ngậm máu phun người nha. Tôi không cho mấy người sửa, không phải tiếc tiền với mấy người nha. Nhưng mà sửa cái này rất là nguy hiểm nha. Mổ xẻ người ra lỡ mà bị di chứng gì, ai chịu trách nhiệm cho mình? Chưa kể là hả, cái người của mình bơm tùm lum tùm la thứ trong người á hả, chưa kể tới là hả, có mấy cái vụ mà bị di chứng xong rồi bị chết luôn nữa. Thế nào là Botox bơm trong người nè, filler bơm trong người nè, silicon một đống trong người, rồi gắn sụn với cá mập vô nữa, cái người y như cái siêu thị vậy. Không được, tôi không cho sửa, tóm lại là không được sửa. Trời ơi, anh nói vậy làm như hả tôi chết rồi hả? Ra đường thì thích hả, nhìn gái đẹp mà về nhà vợ thì không cho sửa, tiếc từng đồng từng bạc. Tôi còn lạ gì đàn ông mấy anh nữa. Bây giờ chưa chết thôi, mai mốt thế nào cũng chết nha. Nè, mai mốt còn nghe nói di chứng đó má. Bơm nhiều quá vô người bị mất trí nhớ, mốt bỏ quên con là chồng bả luôn rồi sao? Tóm lại là không cho sửa, không phải vì tiếc tiền. Sửa làm chi, bây giờ không có đẹp hả? Tự nhiên bây giờ đi sửa, đi mổ xẻ ra vừa tốn tiền vừa đau đớn nữa. Nè, nghe má nói nè, má không đồng ý với con. Phụ nữ là có quyền làm đẹp. Tại má nhát mà không, má sợ. Chứ nếu mà má gan, má dạng dĩ như người ta, má sửa lâu rồi. Cái gì vậy má? Bây giờ tóm lại má theo phe nào? Con nói là không cho sửa đó. Má cho sửa. Không cho sửa mà. Má cho sửa. Thôi mệt quá, chồng mày mà tiếc tiền với mày thôi. Bây giờ mày muốn sửa gì tao cho mày sửa, tao đầu tư cho mày từ A tới Z. Ê, ê, bắt đầu ai mượn vậy? Vấn đề là không muốn cho sửa chứ mày không có tiền nha. Má cho sửa. Không sửa. Sửa. Cho sửa. Không cho sửa. Thôi. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, con nó có quyết định của mình. Má nói con rồi, đau lắm mà không chịu nghe. Chồng mày yêu mày là vì cái tâm, chứ không phải cái sụn với lại mấy cái túi silicon. Nói cãi chồng là núi đè mà đâu có bao giờ nghe đâu. Trời ơi, bây giờ tiền mất tật mang đó. Nhìn con coi thấy ghê. Mày lại đâu đòi với bạn mày, mày đi sửa. Bà giờ là sắc đẹp nhân tạo rồi, bà không còn là vợ của tôi nữa. Ly dị nha. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Vừa mấy người lắm, tôi chê mấy người. Bởi vậy bạn bè mày không nghe lời, bởi vì mày xu đó, mày gán mày chịu đi mày. Má ơi đừng có bỏ con mà. Chồng ơi không có ly dị đâu, đừng bỏ em nhất định sẽ đẹp mà. Vừa vừa lắm mà ghê. Đáng đời. Tiền mất tật mà. Đáng đời mấy người lắm. Đừng có bỏ con mà. Gì vậy em? Ủa? Làm gì đang ngủ la lên vậy? Mặt em có gì khác không vậy? Không, có gì đâu, bình thường mà. Trời ơi, mừng quá, thì ra là mơ thôi à. Em vừa mới nằm mơ là em đi phẫu thuật thẩm mỹ xong rồi bị hư á, mà cái mặt nó thì ghê luôn á. Chỉ là mơ thôi. Thiệt luôn hả? Thôi anh ơi, em biết rồi, sau này em không phẫu thuật thẩm mỹ đâu, em không làm gì hết trơn á. Trời ơi, phải chi mà em nằm mơ sớm chút xíu nữa là gia đình đâu có cãi lộn, đâu có lục đục với nhau đâu. Hút quá, không làm là đúng luôn á. Không làm nữa đâu, ghê quá, sợ quá, không làm gì nữa á. Có làm sao mình để nguyên vậy đi, nghe chưa? Nghe lời anh ngoan nha. Ừ. Thôi vậy nha, thôi đi ngủ đi, không sao đâu, chỉ là nằm mơ thôi nha. Ngủ đi. Ê, không được, được, anh vậy. Vậy bây giờ anh phải trả lời một câu hỏi nữa của em nè. Khi nào mà anh trả lời được á thì em mới cho anh đi ngủ. Gì nữa? Anh yêu em gì điều gì vậy? Anh yêu em không phải là vì nhan sắc. Anh yêu em vì em là chính em thôi. Hiểu không? Vì em là chính em. Ủa là sao không hiểu? Em chưa hiểu. Ôi ngủ đi, mệt quá à. Ôi vậy trả lời đi, vì em là sao? Anh đàn ông yêu phụ nữ là gì, điều gì ta? Nói nào Nga, chứ ngày hôm nay em qua đây trước là để em hỏi thăm sức khỏe của chị. Sau là em cũng có chuyện quan trọng, em đến đây để trả nợ cho chị. Trời ơi nhỏ này, khi nào có là đưa cũng được, chị đâu có cần gấp đâu. Dạ em gửi lại tiền cho chị. Trời ơi, sao không chuyển khoản đi em, đưa tiền mặt chị cho mất công vậy. Chuyển khoản còn nói gì nữa, chuyển khoản sao có lòng. Em á hả, phải lấy tiền tới đây gặp tận mặt chị rồi đưa tận tay cho chị mới được chứ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, chứ qua đây em cũng có một chút ít quà em gửi tặng cho chị. Đây. Cái gì đây? Dạ, em gửi tặng chị hộp sữa Vana. Ơi, nhỏ này,
mua chi chi tốn kém mà để tiền nó lo cho chồng em. Cảm ơn em á, đưa chị coi coi. Dạ. À, lắng nghe sức khỏe, trao gửi yêu thương. Trời đất ơi, con bé này thiệt tình. Nó tặng một món quà rất là có ý nghĩa. Cảm ơn em. Chị sẽ uống. Uống nhưng mà hết rồi mày biết mua đâu. Cứ uống hết xong rồi cứ nói với em. Em mua. Mua chi nữa kỳ sao để chị mua. Dạ không có, em mua giùm á chị. À rồi chị trả tiền lại hả? Trời ơi, trời ơi, chị Phụng ơi, chị Phụng ơi, trời ơi, thiệt á, mừng quá. Mừng quá được gặp chị ở đây, chị ơi, chị cứu em đi. Khoan, cho chị hỏi nè, Kiều Kiều, chị nhớ là em bán cái khu vực nhà ở chỗ này, em đi chỗ khác rồi mà. Sao nay chị ra trở về mà khóc lóc ỉ ôi vậy nè? Thì bán nhà rồi, đi chỗ khác rồi. Nhưng mà thằng con em nó dẫn chứng nào tật đó đó chị. Nó làm sao nữa? Nó cờ bạc. Xong rồi nó đua xe, nó lạng lách, nó đi mượn tiền của giang hồ. Trời đất ơi. Bây giờ không có tiền trả, tụi nó đòi xử con em. Trời đất ơi. Bây giờ chị ơi, chị giúp em đi. Chị Phụng ơi, bây giờ chị không giúp em là giang hồ nó giết mẹ con em. Chị ơi, chị cứu em nha. Nè chị nói cho em nghe nghe, đành rằng là chị giúp người, nhưng mà chị giúp những cái hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo, người ta bệnh hoạn mới giúp, chứ còn cái này sao giúp được em. Cái này không có giúp được nha chị nha. Giúp cái kiểu này giống như muối bỏ biển vậy. Tại vì mượn tiền giang hồ lời cao dữ lắm, sao mà giúp được vậy? Ủa bà nói gì vậy? Hả? Trời ơi, bà giúp hay không là quyền của chị, sao mà đi bà đi xúi người ta vậy? Bà cũng có hay ho gì đâu, bà cũng mượn tiền chị đó Phụng nè. Chị, bây giờ em hỏi chị nè, em mượn tiền chị em có trả không chị? Chị nè, trả cho chị đi nè. Tôi mượn tiền tôi trả đàng hoàng nha. Còn con của chị đi ra ngoài đường là một cái thành phần gì đó, là cái xấu gì của xã hội. Cái gì thành phần không gì xấu? Không cho mượn nha nè, chị. Nè, chị vừa phải rồi nha, con tôi hại ai? Nó chưa có hại ai hết trơn, nó đua xe, nó cũng là đua xe trong vỉa hè thôi. Chỗ nào vắng vắng nó mới đua thôi, chưa có đua ngoài đường. Thôi, bây giờ cho tôi can đi, nói nghe nè. Bây giờ thì chị nói với em cái chuyện của em, chị không có giúp được. Mà nếu bây giờ em sợ giang hồ tới đòi nợ thì thôi em nhờ chính quyền đi, chính quyền can thiệp cho. Ông chị ơi, giang hồ nó nói báo chính quyền đó là nó lợi nhà nó tạc son, xong rồi nó tạc mắm nêm, không có buôn bán làm ăn gì được. Đi ra ngoài đường thì nó phát tờ rơi, rồi cái chỗ làm là nó cũng điện thoại nó chửi. Chị giúp em đi một lần thôi, em nói thiệt, em làm trâu làm bò, em trả cho chị không được nữa. Không được đâu cô Kiều ơi, thôi tôi có thông cảm nghe. Đúng rồi chị bỏ tiền vô đây là đúng rồi đó, chứ bà giúp là như muối bỏ biển nha. Giúp chừng nào muối cái gì muối bỏ biển hả? Tôi bỏ muối vô cái miệng của bà đó. Người ta giúp bà rồi thì bà cũng phải nói vô cho người ta giúp tôi chứ. Bây giờ không giúp nữa thì thôi. Trời ơi, thấy người ta khổ á mà mình không giúp nha, mai mốt mình sống có yên đâu. Giàu hay ra rẻ quá, không có cần nữa. Ôi thiệt tình, hung dữ dễ sợ không. Trời đất ơi, cái mà bị cái dòng mà hả mở nhiều quá đó chị, nó tràn lên cái nắp não, bây giờ cái não không phát triển được, hô đồ dễ sợ chứ chị. Không có cho mượn tiền nha chị, không cho mượn nha. Chị đợi chút xíu nha, xe sắp tới rồi đó chị. Cảm ơn em nghe, ba cái vụ mà kêu xe chị không có rành gì công nghệ gì hết trơn á. Trời ơi, ăn cướp. Ôi chị ơi, chị ơi, ăn cướp của chị. Nè, cướp ơi, nè. Thôi kệ đi, kệ đi. Nó là thằng ăn cướp thôi mà. Trời ơi, thì đúng là thằng ăn cướp thì phải la lên chứ. Trời ơi, nó giật cái vỏ. Cái vỏ của chị nó không quan trọng, nhưng mà tiền của em trả cho chị nó quan trọng. Chỉ là cái vỏ không à, còn tiền đây nè, nó nằm đây nè, đây nè, đây nè, tiền nó nằm ở đây. Tiền em nằm trong đây nè. Ủa? Sao nó nằm trong đây vậy chị? Sao không có cái gì hết trơn vậy? Tao thấy rõ ràng lắm. Nè, có tờ giấy nè. Coi coi viết gì vậy chồng mày. Gieo nhân nào gặp quả đó. Không biết gieo cái gì mà gặp bả nữa. Tao mới là không biết gieo cái gì mới gặp mày nè. Bà này thâm thiệt chứ. Hồi nãy đó ngồi nói chuyện bà kêu bà cái đĩa cái túi tiền hoài đó, chị mới lấy, em thấy là chị bỏ vô trong cái bóp chị không? Dạ. Đó, sau một hồi cái tự nhiên chị vô tình chị dòm ra thì chị thấy bả đang nói chuyện điện thoại nha, chị nghi. Nghi cho nên chị vô nhà vệ sinh chị bỏ tất cả những gì quý giá vô đây hết rồi. Nó giật cái vỏ không à, rồi nó coi không có tiền nó cũng giục cái vỏ lại à, không sao hết trơn. Trời ơi, yên tâm mừng đi. Quá, mừng quá vẫn còn. Không, em giật báo công an chị. Vẫn phải... Thôi, mình báo công an là mình phải có tang chứng, vật chứng hẳn hoi người ta mới tin, chứ mình nói miệng đâu có ai tin. Không sao đâu. Kẻ ác thì sẽ gặp quả báo thôi, yên tâm. Công nhận nha, sao chị hay ghê á. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Mà cay đậm đà luôn.